rắn động lời Chúa. Thứ tư tuần 34 thường niên, Luca chương 21 câu 12 tới câu 19. Lời Chúa: vì danh thầy anh em sẽ bị mọi người thù ghét, nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu. Luca chương 21 câu 17 tới câu 18. Câu chuyện minh họa vào năm 1939, tương lai của nước Anh thật ảm đạm. Quân đội của Hitler xuất hiện và hầu như không thể đánh bại. Vua George thứ sáu trấn an toàn dân và khuyên họ hãy tin tưởng vào Thiên Chúa. Ông kết thúc buổi nói chuyện bằng việc trích dẫn một bài thơ với tựa đề Thiên Chúa Biết của tác giả Mini Louis Hensky. Tôi nói với người đàn ông đang đứng trước thềm năm mới: hãy cho tôi sự khôn ngoan để tôi có thể bước vào nơi những điều mà tôi chưa thấu hiểu. Người đàn ông đáp: hãy bước ra khỏi bốn tối và đặt bàn tay của bạn vào bàn tay của Thiên Chúa. Điều đó sẽ tốt hơn là đi tìm sự khôn ngoan. Những lời khuyên của vua George thứ sáu cho dân của ông là vang vọng lời khuyên của Chúa Giêsu cho các tông đồ: hãy tin tưởng vào Thiên Chúa. Suy niệm: tòa án là nơi dành cho những kẻ phạm pháp. Thế nhưng bài tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy nơi tòa án có cả người môn đệ của Chúa Giêsu. Đối với kẻ có tội, tòa án là nơi để người ta luận tội và kết án. Cùng với kẻ bị luận tội là tâm trạng lo sợ và thất vọng. Còn đối với người môn đệ của Chúa Giêsu là nơi làm chứng cho Chúa. Dù cho tính mạng bị đe dọa, người môn đệ của Chúa cũng sẵn sàng từ bỏ cốt để bảo vệ cho đức tin vào Chúa. Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn vững tin vào Chúa, nhất là những lúc khó khăn thử thách, để chúng con có thể sống và làm chứng cho Chúa nơi cuộc sống hàng ngày.